Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139 năm 2021 thay thế cho Nghị định số 132 năm 2015, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nghị định lần này bổ sung một số hành vi vi phạm và tăng cao mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm so với trước đây. Theo đó, Nghị định số 139-2021 quy định người lái, thuyền viên trong ca trực có nồng độ cồn trong máu vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25 mg trên 1 lít khí thở sẽ bị xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Còn nếu nồng độ cồn tăng lên 80 mg trên 100 ml máu hoặc 0,4 mg trên 1 lít khí thở, thì mức xử phạt tăng từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng. Trường hợp vượt quá mức trên sẽ bị xử phạt từ 20 đến 35 triệu đồng. Với các vi phạm từ 3 triệu đồng trở lên, nghị định còn bổ sung hình thức là tước giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn từ 1 đến 3 tháng thậm chí mức phạt tối đa với các vi phạm nêu trên còn cao hơn mức phạt cũ gấp 100 lần. Bởi nghị định 132/2015 có mức xử phạt với vi phạm nồng độ cồn từ 200.000 đến 300.000 đồng.